Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ quay cho anh chị và các bạn một số dòng xe Tycoon là Vinner X này, Vinner V3 này, Exciter 150, 155 á, mô tô á. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Thảo sơ tự giới thiệu qua. Mời Thảo. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình giới thiệu mấy cái dòng xe Tycoon như Vinner này, Ad này và một số dòng xe mô tô cho anh em. Thì tháng này thì có xu hướng là sẽ giảm mạnh cho anh em luôn nha. Thì đầu clip này là mình có con Vinner V3 màu đen bóng nè mọi người. Màu này là màu của phiên bản CBS nha mọi người. Đó, thì cái con này là Vinner V3 nha mọi người. Đó, con này thì phiên bản CBS á, thì mình sẽ có 3 màu, 4 màu là nó cái màu đen là một nè, màu đỏ là hai nè, ngoài ra thì nó sẽ có màu trắng đỏ nữa nha mọi người. Thì con này thì giá của nó hiện tại vào tháng này á, thì mình sẽ báo giá luôn là tầm khoảng 33 triệu nha mọi người, bản CBS nha. Nếu mà anh em mà mua trả góp đối với dòng xe này á, thì anh em trả trước cho mình tầm khoảng là 3-4 triệu là nhận xe rồi nha. Đó. Tiếp theo là cái phiên bản mà ABS nè mọi người, mà màu trắng đen. Con này thì mình sơn lên 3D lên nha. Đó. Thì bình giá của nó hiện tại là 36 triệu nha mọi người. Nếu mà anh em mua cái con này á, thì trả trước cho mình tầm khoảng là 6 triệu nha là có thể nhận xe được rồi nha, đối với bản ABS này nha. Đó. Rồi, tiếp theo là màu màu đỏ đen. Đỏ đen này là cũng là phiên bản CBS 2023 luôn nha mọi người. Con này thì giá của nó hiện tại là 33 triệu nha mọi người. Đó, thì dòng C thì là 33. Còn nếu mà anh em mà lấy cái bản HRC mà mâm vàng nè mọi người. Đó, con này màu 2023 luôn. Con này thì 37 triệu nha. Đó. Thì nếu anh em liên hệ trước thì vẫn giảm được 1 triệu tiền xăng nha mọi người. Thì con này thì trả trước cho mình tầm khoảng là 6 triệu đến 7 triệu là nhận xe nha. Màu bạc. Còn đối với màu bạc thì giá của nó sẽ là 36 triệu nha mọi người. Đó, Vinner V3 bao VAT nha. Giá báo là bao gồm thuế VAT. Vinner X, con cái đó là đời Vinner V2 nha mọi người. Thì con này á, thì hai con này mình sơn 3D lên luôn. Bản này là bản A, một là bản C nha. Thì một loại là tầm khoảng 32 triệu, còn cái kia là tầm khoảng 34 triệu nha mọi người. Đó, là cái loại đời cũ nha. Còn có cái màu đỏ candy nè. Đỏ candy cũng đẹp nha mọi người. Màu đó thì bản CBS nha mọi người. Con nó màu sơn lên 33 triệu nha. Đó, còn nếu mà anh em mua cái bản C này, đó, con này cũng 33 triệu nha, màu đen nha. Rồi tiếp theo là bản HRC mẫu cũ 36 triệu nha mọi người. Mẫu nó lưu ý là nó sẽ có hai phiên bản nha. Bản HRC bản này còn là phiên bản 2022 nè, 36 triệu nha. Còn nếu mà anh em lấy bản 2023 sẽ là 37 triệu nha mọi người. Đó, tùy vào phiên bản nha. Đó, giá mình báo là bao gồm thuế VAT rồi, liên hệ trước là vẫn được giảm 1 triệu tiền xăng khi đến mua xe nha mọi người. Tiếp theo là con mô tô CBR nha mọi người. Con này thì giá của nó tháng này giảm giá luôn là còn khoảng 66 triệu thôi mọi người. Đó. Đối với con này thì anh em trả trước cho mình tầm khoảng là 15 triệu là nhận xe được rồi nha. Về phiên bản CBR thì vẫn còn 3 mẫu luôn, màu đỏ này, màu đen này và màu đỏ đen nha. Đó. Rồi, Veyron 125 bắt đầu giảm giá, tiếp tục giảm giá cho anh em giảm 2 triệu luôn nha. Giảm 3 triệu luôn, tháng trước là tuần trước còn 41 triệu. Đối với cái màu này á, 2023 luôn, cửa hàng mình sẽ giảm giá còn 39 triệu thôi nha. Đó. 39 triệu à? Đúng rồi, con này trả trước tầm 3 đến 4 triệu là nhận xe được rồi nha. Đó. Rồi tiếp theo nữa là con màu đen nha, màu đen nó cũng là phiên bản tiêu chuẩn 2023 luôn, 39 triệu thôi nha. Giá giảm khá là mạnh luôn anh em mà mua Vario mua vào cái thời điểm này mình nói là gọi là giảm giá kịch sàn luôn nha. Đó. Rồi bản cao cấp nè, ở cao cấp tháng này giảm giá kịch sàn luôn, còn 42 triệu thôi mọi người. Cao cấp màu đen nhám luôn nè. Đó. Ok, lên. Rồi tiếp theo là con R15 nè mọi người. R15 V3 thì con này là màu xanh nha. Con này thì tháng này sẽ giảm giá cho mọi người luôn là còn khoảng là 65 triệu thôi mọi người. Đó, là bao VAT rồi nha. Đó, con này thì trả trước cho mình 15 triệu là nhận xe rồi. Đó. Màu R15 thì sẽ có màu xanh và màu đen luôn nha. Anh em nào mà thích mua cái màu nào thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện qua cho mình nha. Mình sẽ giảm giá cho anh em luôn. Rồi tiếp theo nữa cái dòng CBR màu đen này mọi người. Màu này thì màu đen nhám nha. Con này thì giá của nó sẽ dao động tầm khoảng 66 triệu nha mọi người. Đó, bao VAT nha. Đó, con này thì giá của con này thì trả trước 15 triệu cũng nhận xe rồi. Đó. Ngoài ra thì mình sẽ có dòng SH này, SH 160 nè mọi người. Con này á, cái dòng này thì cũng hiếm tại vì mình cũng về nhiều nhưng mà hầu như là tuần nào về là hết xe tuần đó tại vì dòng này nó đang ưa chuộng này. 160 nha, SH 160 giá của nó là 97 triệu thôi mọi người. 97 triệu. Con này thì anh em trả trước cho mình tầm khoảng 30 là nhận xe được rồi nha. Đối với SH 160 nè. Đó. Thì tiếp theo là dòng SH 150 ABS nha, giá 115 triệu nha mọi người.
Đó. Con này là phiên bản A luôn nha. Đó. Phiên bản A thì nó sẽ có màu xám xi măng và màu đen nhám nha. Thì hai màu đó mình vẫn còn hàng nha. Anh em nào muốn mua cái màu nào thì cứ gọi điện nhắn tin qua cho mình nha. Rồi, tiếp theo là màu 150 nha. Màu đen nhám nha, màu RC nha. Màu này đẹp. Đúng là gọi là màu này là màu trước giờ là hầu như là anh em mua màu này rất là nhiều luôn nè. Nên hôm nay mình quay lên cho mọi người luôn nha. Thì con này thì hôm nay giảm giá cho anh em còn 41 triệu nha mọi người. Đó. Đối với dòng hẹt này thì anh em trả trước cho mình tầm 3 đến 5 triệu là nhận xe được rồi. Đối với cái dòng hẹt này hỗ trợ trả trước khá thấp. Rồi tiếp theo là màu đỏ candy. Đó, màu mới ra luôn rồi. Mới ra 2023 luôn, màu đỏ candy nha. Màu này là không có sơn mà mộc của hãng luôn nha mọi người. Đó. Màu này thì giá của nó sẽ là 47 triệu nha mọi người. Liên hệ trước thì vẫn giảm 1 triệu nha. Đối với dòng xe này nha. Dòng này thì khóa mắc cây luôn nha. Nó là đỏ candy, đỏ không đỏ máu nó sẽ đậm hơn một tí. Đó, con này thì thích màu đỏ thì có cái màu này luôn nha, khỏi cần phải sơn luôn. Đó. Rồi tiếp theo là màu đỏ candy mà mình sơn lên nha. Mình sơn lên thì nó có tem 3D. Đó, 3D thì nó có mấy cái chữ này là mình sơn chung với xe luôn. Nên là anh em cứ yên tâm nha. Đó. Thì đối với dòng này thì giá của nó sẽ là 44 triệu thôi mọi người. Giảm giá mạnh cho anh em còn 44 triệu luôn. Đó. Rồi tiếp theo nữa là cái con màu cam nha mọi người. Màu cam này là màu cam phiên bản Edge 155 mà 2023 luôn. Thì đối với cái dòng này giá của nó cũng sẽ là 47 triệu nha. Là giảm 1 triệu, nếu anh em mua trước là giảm 1 triệu còn 46 triệu luôn. Đó. Đối với dòng này thì trả trước 7 triệu là nhận xe. Đó. Và Winner V3 CBS màu trắng đen nha mọi người. Màu này thì nó cũng là V3 thì màu này thì của bản C thì giảm giá, tháng này giảm giá cho anh em luôn còn 33 triệu nha. Giá báo đã bao gồm thuế VAT nha mọi người. Còn anh em là biển số ở đâu thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện qua Zalo cho mình nha. Đó, thì mình sẽ giảm giá thêm cho anh em. Rồi đối với màu đỏ này, màu đỏ phiên bản ABS á, thì giá của nó sẽ là 36 triệu nha mọi người. Giá hiện tại là giá là 36 triệu, bao VAT luôn. Con này thì anh em trả trước cho mình tầm khoảng 5 triệu là nhận xe nha. Đối với dòng ABS này nè. Đó. Còn về Vario 125 màu xám xám cam. Quay qua bên này đi đó. Qua bên này trước nha. Con này là con Winner V3 màu xanh đen nha mọi người. Con này là bản CBS nha. 33 triệu nha mọi người. Đó, đối với dòng này thì anh em trả trước cho mình tầm khoảng là 3 đến 4 triệu nhận xe rồi. Màu đối với dòng Winner này. Đó, rồi tiếp theo nữa là con màu xám xi măng nha mọi người. Con này thì cũng khá là đẹp nha. Con này thì anh em mà thích màu xanh thì lên đúng màu xanh xám xi măng luôn. Con này là 33 triệu nha mọi người. Rồi tiếp theo nữa là con màu xám luôn, màu xám đen nha, 33 triệu nha mọi người. Đó, thì á thì những cái dòng xe mà Winner V3 bản CBS á thì giá của nó sẽ là 33 triệu nha mọi người. Còn ví dụ như anh em mua xe thì anh em cứ gọi điện hoặc nhắn tin qua cho mình làm biển số ở đâu và thủ tục trả góp thì cần căn cứ công dân thôi. Và những cái màu xe này anh em mua ở đâu thì cứ liên hệ mình xem thêm cái địa chỉ địa phương của anh em á là có thể đổi màu đổi không thì anh em mình sẽ báo giá cho anh em luôn nha. Rồi, tiếp theo nữa là con Vision màu trắng nha mọi người. Màu này là phiên bản 2023 nha. Con này thì giá hiện tại là 32 triệu 500 nha mọi người. Đó, con này thì anh em con này 2023 thì giá sẽ là 33 triệu nha. Con này thì cao cấp, phiên bản cao cấp nè. Đó, liên hệ trước là sẽ giảm 1 triệu nha. Là anh em trả trước cho mình tầm 3 đến 5 triệu là nhận xe. Còn đối với phiên bản thể thao thì 2023 luôn nè. Con này thì giá của nó sẽ là 38 triệu nha mọi người. Đó, bao thuế VAT luôn nha. Con này thì trả trước cho mình tầm khoảng là 7 đến 8 triệu nha. Rồi đối với dòng Vision mà đời 2022 nè, giá của nó sẽ là 29 triệu nha mọi người. Đó, con này thì trả trước cho mình tầm khoảng là 2 triệu là nhận xe được rồi. Rồi, tiếp theo là dòng AB 125 mà đời 2023 luôn nè. Thì đối với dòng AB 125 2023 thì sẽ có màu xanh nè, màu đỏ và màu đen nhám là màu đặc biệt nha. Thì đối với cái màu mà tiêu chuẩn như màu xanh này nè và màu đỏ thì giá của nó sẽ dao động tầm khoảng là 39 triệu thôi mọi người. Đối với dòng AB trả trước tầm 2 đến 3 triệu là có thể nhận xe rồi nha. Đó. Còn đối với anh em mà lấy cái màu 3D như màu xám này nè, 40 triệu nha mọi người. Trả trước tầm 3 đến 5 triệu là nhận xe nha. Rồi. Ok. Thì mình cũng báo cái thủ tục trả góp cho anh em luôn là chỉ cần có căn cước công dân là có thể là mua xe trả góp được rồi. Còn một số anh em là công ty, anh em có bảo hiểm y tế thì trước khi đi anh em mang theo luôn nha. Thì để mình sẽ hỗ trợ cho anh em những cái gói lãi suất thấp cho anh em luôn. Đó. Thì địa chỉ cửa hàng của mình đó nằm ở Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương, ngay chỗ chợ Bình Chuẩn luôn. Anh em mà mua xe thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin qua cho mình á, rồi mình sẽ đón. Và cái hỗ trợ tiền xăng thì vẫn hỗ trợ cho anh em từ xa đến là được 1 triệu nha. Đó, rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi clip nha.